thế gian vinh hoa phủ quỷ địa vị quyền lực của cải quy thị tuyệt đối không phải ta thông minh trí tuệ mà có thể đạt được không phải số lại đạt được số mạng có bản thân chúng ta nên thường suy nghĩ người thông minh hơn ta có rất nhiều người có trí tuệ hơn ta rất nhiều người có phước báo có quyền thế hơn ta cũng không ít biết dùng phương pháp Họ không thua gì ta Vậy tại sao họ không đạt được điều gì cả Không có số này Bởi vậy Ngạn ngữ nói rằng Nhất sanh giai thị mạng Bán điểm bất do nhân Câu nói này đã lưu hành suốt mấy ngàn năm nếu nói không có đạo lý sao có thể truyền bá phổ biến như vậy không có đạo lý người ta sẽ chẳng nói mấy ngàn năm vẫn còn lưu hành trong xã hội vẫn còn rất nhiều người nói đến vậy nó không phải không có đạo lý đạo lý của nó quá sâu Quá di diệu Không phải phàm phu chúng ta có thể lãnh hội được Số mạng họ từ đâu mà có Vì sao số mạng họ có Số mạng tôi không có Vấn đề này Phật Pháp nói rất thấu trị trong đời quá khứ người ta có tu có câu trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu chúng ta không trồng sao có thể đạt được trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần chúng ta không trồng trọt không thể có thu hoạch đây là đạo lý nhất định Phước bao lớn nhất của nhân gian Là đế dương Đế dương không đơn giản Đế dương của các triều đại Thông thường đều có thể truyền đến Mười mấy hai mươi mấy đời Truyền mấy trăm năm Quý vị biết tổ tông đó tích đức lớn biết bao Tích đức biết bao nhiêu đời Chúng ta quay đầu lại xem những gì trong bộ kinh này nói Sau khi Phật A-di-đà phát nguyện Liền tu hành tích lũy công đức Tích bao lâu? Năm chí trong ngàn ngữ nói một vị đế dương ít nhất là trên mười đời mười đời mười đời tích lũy công đức mới có phước báo lớn như vậy đây là bình thường nếu đất nước có ảnh hưởng mấy trăm năm truyền tông hai ba mươi đời vậy thì mười đời đó chưa đủ truyền thừa của các triều đại trung quốc nhiều nhất là nhà chu nhà chu truyền hơn ba mươi đời Thành thang truyền 31 đời Hình như nhà chu truyền 36 đời Hơn 800 năm Tổ tôn của họ tích đức lớn biết chừng nào Chúng ta tin rằng Tích đức chưa đến 20 đời Họ không thể có phước báo lớn như vậy Ba vợ của phụ thân khổng tử gả con gái cho phụ thân khổng tử Phụ thân khổng tử là bình dân Mà con gái vô cùng ưu tú Vì sao gã cho ông Ông ta thấy năm đời trước của khổng gia Hành thiện tích đức Ông ta phản đoạn Gia tộc này nhất định xuất nhân tài Đem con gái gả cho ông và sanh khổng tử cổ nhân tin những điều này hiểu những đạo lý này nhà giàu mới nổi sẽ không lâu dài có thể duy trì được ba đời là không tệ Hiện nay chúng ta thì bao nhiêu nhà giàu mới nổi. Đến đời thứ hai là không còn. Có người đến khi mình tuổi lớn thì phá sản. Quá nhiều. Công ty đóng cửa, phá sản. Nghĩa là một đời cũng không giữ được. Đây là gì? Có đức mà thiếu phước. Họ đã làm việc tốt tích lũy công đức nhưng quá mỏng không vậy? Phải đức trọng mới gánh giác được trách nhiệm Tài thí, pháp thí, vô ủy thí Tôi mới quá nhiên đại ngộ Như thế nào gọi là một miếng cơm manh áo đều là tiền định Đời trước quý vị có tu bố thí chăng? Đời trước tu tài bố thí Đời này được giàu có Tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ tu vô quý bố thi được mạnh khỏe trường thọ chính là như vậy như vậy mới biết đây gọi là giận mệnh vận mệnh không phải thần cho vận mệnh không phải là thượng đế cho cũng không phải là diêm la vương cho mà chính là tu được tự mình tu tự mình hưởng thụ tu thiện được phước Tôi bất thiện gặp tai họa, Toàn là tự làm tự chịu Đều là do chính ta sắp Không phải do người khác sắp đặt Bản thân không biết Phật biết Tất cả sự tao ngộ trong đời của một người Đều là nghiệp tạo ra trong đời quá khứ Có thể thay đổi những nghiệp này Không phải không thể thay đổi Vì sao vậy? Vì tất cả Pháp đều không phải định Pháp và cũng không có định Pháp để nói Có định Pháp sẽ không khí cơ Vì ý niệm của mỗi người Trong từng sát na sát na Đều không ổn định Đức Phật thuyết Pháp phải khí cơ Phải khí cơ hiện tại của quý vị Không phải quá khứ Không phải vị lai mà hiện tại Như vậy mới thật sự được lợi ích